cuộc sống vợ chồng son của Thanh Hằng. Siêu mẫu Thanh Hằng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng tập thể dục, sánh đôi dự tiệc, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 3 tháng kết hôn. Vợ chồng Thanh Hằng tay trong tay dự tiệc một lễ trao giải hôm 16 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp cho biết dù không thích tiệc tùng, anh vẫn đồng hành cùng cô đến sự kiện vì muốn hiểu hơn công việc của vợ, đồng thời chúc mừng cô đoạt cúp The Icon dành cho những cống hiến về thời trang năm qua. Thanh Hằng nói bề ngoài, Trần Nhật Minh hiếm khi thể hiện sự ngọt ngào với vợ vì muốn giữ chừng mực trước ống kính. Dù vậy, anh luôn tự hào với từng cột mốc cô đạt được trong công việc. Hôm 9 tháng 1, cô được một tạp chí trao giải Female Icon. Thanh Hằng nói tự hào khi năm 2023 đánh dấu sự viên mãn ngoài mong đợi với công việc thăng hoa như ý và còn bước vào cột mốc mới quan trọng của đời mình. Trần Nhật Minh, Thanh Hằng dự tiệc với các đồng nghiệp của cô. Từ khi lấy chồng, người mẫu thấy bản thân có nhiều thay đổi, trở nên nữ tính, mềm mỏng hơn. Cô học được ở Nhật Minh cách luôn giữ điềm tĩnh trong mọi tình huống. Thanh Hằng nói trước đây, nhiều người quen nghĩ cô sẽ kết hôn cùng một doanh nhân thành đạt. Dù vậy, người đẹp cho biết không lấy chồng dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài, mà hướng đến việc gắn kết cảm xúc bên trong. Thời gian rảnh, vợ chồng Thanh Hằng cùng tập boxing và các môn thể thao kháng lực. Cô trêu chồng vẫn tươi cười vui vẻ dù phải chịu đau để làm bao cát cho vợ tập. Thanh Hằng cho biết thường cùng chồng hẹn hò cuối tuần, tận hưởng cảm giác lãng mạn khi mới kết hôn. Trước khi cưới cô, Trần Nhật Minh được biết đến như một nhạc trưởng trẻ điển trai, tài hoa. Tuy vậy, siêu mẫu không sợ chồng đào hoa vì tin cả hai biết cách vun đắp, xây dựng mối quan hệ. Vợ chồng Thanh Hằng đón khoảnh khắc giao thừa năm 2024 tại biệt thự cô đang sống. Siêu mẫu nói cô vững kinh tế, tự xây nhà cửa, còn trong tình yêu cô cần một người giúp khai sáng tư duy, hỗ trợ nghề nghiệp cho nhau. Chồng mang đến cho tôi cảm giác đó, cô cho biết. Vợ chồng Thanh Hằng dự show thời trang của nhà thiết kế công khí tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 11. Thanh Hằng nói nhạc trưởng cũng góp phần giúp cô thay đổi gu thưởng thức âm nhạc. Thời gian hẹn hò, cô thường đi nghe các buổi concert, chứng kiến các khoảnh khắc anh thăng hoa trên sân khấu, từ đó đam mê thể loại hòa tấu cổ điển. Thanh Hằng, Trần Nhật Minh chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. Sau lễ cưới, Thanh Hằng không lên kế hoạch sinh con mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Siêu mẫu mong có cặp song sinh như hai bé Leon, Lisa của vợ chồng Hồ Ngọc Hà, bạn thân cô. Người đẹp không áp lực chuyện làm dâu vì tin bản thân dung hòa được các mối quan hệ để đối nội, đối ngoại, khắc phục khoảng cách thế hệ. Thanh Hằng, 41 tuổi, quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Việt Nam Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong những Cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Tháng 8 năm 2023, Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia The New Mentor, chương trình truyền hình thực tế về người mẫu gây chú ý. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, 43 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt live show của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, 43 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt live show của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.